Xin chào mọi người, hôm nay thì trời là thứ bảy, trời mưa rồi. Không có đi bẫy chim được thì giờ chuyển qua mình đi câu cá. Để coi thử coi được có được con cá nào không. Nãy giờ câu thì cũng được hai chú cá rô rồi nè. Phao đã nhíp rồi các bạn. Giờ giật lên nè. Ơi, có một con. Quá đã. Đây, một con cá rô. Vô trong đây nữa là thành hai ẻm nha. Rồi, để mình gỡ nó vô coi. Bùng. Vậy là được ba chú. Quá đã. Ngon lành. Đây đã được thêm một em bự trà nái luôn nha bà con. Đó, oh yeah, quá đã luôn. Ngon lành. Con này chắc 3 kg à. Ngon à. Mưa là càng ngày càng lớn rồi. Trời ơi, mà cứ kèo thơm như hoài là phái rồi đó nha. Quá đỉnh luôn, bồn chú. Hãy
cái này nó mần một lần hai cần là sao giật ta. Ô rồi. Gì vậy? Phục mất rồi. Giật sâu. Trời nó nuốt hết con sâu luôn. Nó lại bị giục con sâu mới chưa dính cái lưỡi á. À. Rồi sống phím. Mất con khác. Tự nhiên em nó kéo lúc tráng mà giật không thấy gì. Buồn thiệt chứ. Thank you.
Gặp cá con nó rỉa bấy vô nè. Đúng rồi, có cá đâu con nè. Các con hay sao nó kéo chị nghiễm cho sao luôn vợ. Thank you.
Đây dính đây một em nữa nè. Em nhỏ. Hàng gì nãy giờ cứ Ngậm á. Nhúng. Nhỏ. Không đang nhẽm. Dài không ở dưới.